chúng ta đến với chiến tiếp theo. Vâng, Greg Baby. Vâng, Maxe Kata. Bên là Greg và một Baby mình mà Maxe và Kata. Greg Baby, Maxe Kata. Cân. Mình có Maxe vâng he, mắc bêu rồi. Mắc nhanh thế. Úi dồi ôi, mát ba lê. Rồi được rồi, một chiếc BG ăn quả rất đẹp. Vâng, đặt ở gây. Vâng, phải có hai công dân làm xuyên. Tốt. Và ý tưởng của em cũng khá giống, vâng khá giống ý tưởng của tôi. Vâng, nhìn he cắm cờ, cảm giác cũng sụt lại cắm một phát nữa. Thấy mình bảo vắt đến là biểu diễn ngay được. Thấy đang quay mình máy biểu diễn ngay được. Vâng, bài đã có 2 voi cộng 1 đàn hiệu đầu. Mấy con? 7 con. 1, 2, 3, 4, 5. Không. 4. À đâu, hình như 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. À không, 4. Lại 4 à? Vâng, hiệu là hiệu 4 dành cho e, nhưng mà có thêm 2 voi. Quả phụ cộng 2 voi nữa sẽ là mắc bình. Hoặc cũng có thể là 2 quả nữa cũng được. Không quá kén chọn. Mọi thấy vâng, một tay chém lùa hiệu về từ rất sớm. Đây là cái điều mà cần thiết để cho bạn có thể ép được đời sớm mà trong mỗi trận đi đấu. Hiệu phải về thật sớm. Vâng, cắm cờ. Hòa mi đang 8%. Nhưng mà thể hiện tại 8% bình thường. Nó 1 thì sao, nó đang đi dò. Trận này bên mình tiếp tục dành hai chém thôi. Sẽ lại 2 chém trận này. Ngày hôm nay bên mình đang chém khỏe hơn bên bạn. Em qua bên lớp khi cặp BB thì cũng chém rất khỏe. Nhưng ngày hôm nay dường như anh chưa thể được nhiều. Có voi. Có quả. Như vậy là một mỏ quả dành cho nó một. Và một con voi cộng với đàn hiệu đầu. Nhưng mà hơi đen một chút, anh không có đồ lùa về. À đây, đùa về là một con voi là cũng được. Quay trở lại với anh máy vừa, he he. Hưa hưa. Rồi cho con này nằm xuống. Nằm. Không. Chết phải đẹp cơ. Một tay chém khá là cầu toàn. Thêm quả. Úi xôi ơi. Cảm giác như mà tôi nói cái gì thì nó về cái đấy. Ở trên cấp nghe rồi có hốc bê bê. Hốc không? Hốc không? Ôi giời, hơi rộng. Thêm con đê nữa không? Một con đê ở giữa hai cánh rừng sẽ là tuyệt vời nhất dành cho he ở trong trận này. Vâng, khả năng vâng gặp Babylon của game thủ nào. Vâng, cái hốc này biết có đẹp không? Ôi trời, rộng lắm. Thôi, thôi. Vâng, hẹn to rất ngoan. Hai mươi lăm dần rồi. Kích rồi, 7, 4, 8. Khá sớm sủa. Khả năng trận này he không ăn quả. Không, như vậy là vẫn sẽ ăn. Trận này thì nếu như ép 4 voi một lần nhiều 4 thì cũng đã đủ. Nhưng mà he muốn đánh theo kiểu khỏe. Một mỏ quả. Câu thêm con voi nữa về. Về nhà chính không? Ồ, lắt léo. Vâng, vẫn qua. Con voi eo khá thon. Ôi. Vâng, bị 2 hit. May là không chết dần. Vâng, cánh bên này vâng sẽ đánh 2L và khả năng sẽ bị dummy là rất cao. Đó là một Greg. He kích đầu 10 trận này. Vâng, đây là BL. Và BM sẽ ở đây. Thiết kế kiện rất nhanh. 10 rưỡi. Mình he lên đời. Ông nó một cái chém gió và là trận này bên họ không có cửa với tao. Nhưng mà đã lên đời đâu. Rồi thì cũng lên đời sau he thôi. Bên mình 2 lên đời, bên họ chưa nhận lên đời cả. Tốt. Vâng, chẳng có nhé tỷ số là 2-0 BC.
hơi thiếu gỗ. Con giò đang được xin. Chưa biết ăn vàng, tốt. Mẹ. Vâng, thêm đàn hiêu nữa kìa. Đang muốn có, vẫn đang muốn có một cái giáp. Một e, hai e, tốt. Giáp luôn. Và đây sẽ là đánh 2L của mùa hè. Cái ông Greg cánh hè sẽ đỡ cái kiểu gì đây? Chú ấy làm cái L nữa thì đẹp em. Vâng, Greg cũng đã bắt đầu có giò. Giò thủ dành cho Greg. L2 kìa. L2 hay là 1Y? L2. Bãi vàng vẫn hở em nha. Rồi, đã kín và lực rất khỏe. Ăn hoang thêm đàn hiêu nữa thì bài này 2L đều từ đầu đến cuối luôn. Chưa rõ dân ăn hoang của màu 7 vàng ăn hoang ở đâu. Về khả năng họ về cái hốc kia rồi. Phải chăng trong hốc này chăng? Hiêu 7 luôn. Có phải mình nâng cấp vào vàng không hè? Ô, đây à? Không thấy cái gì cả. Bằng cái này thì không thấy cái gì. Đây rồi. Này đàn hoàng đây à, hè rất tỉnh táo. Và mặc dù em không đẹp trai nhưng mà rất tỉnh táo cho tình huống này. Mất rất nhiều dân đến từ cái thủ màu 7. Vâng, thảo bạc cực kỳ nhanh. Nâng cấp vào vàng. Một có 1Y. Có lẽ hè phải xây 1Y ra thôi. 1Y luôn. Vâng, chịu ánh xe và chém mắc xe nó đuổi dần thì đừng có hỏi tại sao. Chạy cái kiểu gì đây? Mất rất nhiều dân dành cho Greg. Có một tên tạt chéo cánh đến từ hè. Như vậy là có không? Thôi. Giáp, 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 giáp. Giáp đi luôn. Hè đang rất nhiều chém. Tên này màn hoàng đây thì nó mát máy luôn này. Trời ơi, con giò chạy cái kiểu gì? Hộ cái. Chạy hộ cái. Hè đánh bài bằng 2L1Y. Rất đều. Một gánh khỏe lên thôi. Hè tí nó có thể chuyển A luôn. Có S2 ăn gỗ luôn. Giáp, giáp, giáp hè ơi. Giáp chú ý, giáp chú ý. Rồi. Đâm cái kiểu gì? Hộ cái. Đứng thủ rồi. Vâng, về lớp yếu lắm rồi. Về lớp không có lực đâu. Sự tổng y thủ không hề. Trời ơi, này nó vẻ mãn con nhà bà nhãn luôn. Hè nó cứ chặt gỗ không hề. Mà ăn nốt mấy con nông dân bãi vàng là xong. Ăn thêm gỗ đi nha. Ăn được rất nhiều dân rồi. Này yếu lắm rồi. Rồi, gần chết hết dần rồi. Hè chém một trận rất gian. Chặt gỗ hè ơi. Đây rồi, đàn hiêu. Nó có ăn hoàng hiêu không? Không đúng không? Thì vậy là bên họ ăn hoàng đàn hiêu này. Tham cân. Hè là không mất gì. Nó vẫn đang khỏe. Tham 29. Hè khi phải chuyển A đấy hè ơi. Chuyển đi, rất nhiều y sang đang đẩy, đang được đẩy sang đây này. Hè có lẽ cần phải có tên giáp 4. Vâng, hè đang quản mùa 7 rất gian. Mùa 7 không thể làm ăn được. Chơi đi, giáp mấy rồi, y giáp mấy rồi. Vậy luôn, chơi luôn. Tên này có ăn được không? Vâng, quản có thể gọi là rất giáp. Hết sạch y đến từ mùa 7 luôn. Mùa 7 muốn ôm bom nhưng không thành công. Thôi, nhiều vàng quá he. À, bắt đầu chuyển A rồi. Đông không, đông không? Có cả y rồi, yên tâm đi. Bánh quả kìa, non hoàng bánh quả he. Bánh quả, bánh quả, bánh quả gần 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 đấy, đấy. Vâng, bị một tên đục vào. Phù kìa, bay gỗ, bay gỗ. Vâng, con đi mắc xe, phù, phù. Phải ép đấy.
ăn hoang này. Họ đang đẩy đẩy khá nhiều y lên nhá, nó buộc phải đi thủ phù cho he he he, không có quá nhiều dân đâu. Xong một vái trước cũng được. Thằng hàng đánh chém rất tốt, có ai có thể đấy. Qua đang được chơi được nâng cấp, một khoanh ruộng rất đẹp và tròn dành cho he he. Mô 7 sắp phế rồi. Đang chuyển cung A. Nâng 1 tham 24. Vâng, quay trở lại với trận này. Vâng, nâng 1 vẫn đang khỏe. Có những con phù he cần phải phát triển khỏe ra, chặt gỗ cho he ơi. Vàng rất nhiều. Chặt gỗ rồi. Vé tiền ruộng. Đẩy thẳng Greg luôn. Greg yếu lắm. Mà có vài cái vàng nó đi vớ vẩn thôi. He đang bố nào bắt đều. Lượng vàng là cực kỳ nhiều. Một cái thêm ruộng. Ok, cẩn thận. Gỗ 2 nha, nó 1 có gỗ không? Bái quả cẩn thận. Lại làm ấy, cứ làm ấy, cứ làm ấy, cứ làm ấy, thoải mái đấy. Rồi có gỗ không? Vẫn cho hè lên chặt gỗ 2. Vâng, bên họ 26 dân thôi, thông tin nhận về. Còn 1 bằng hè cũng không có dân, nhưng mà được bơm đồ bên họ là bằng bên mình đang là 2-1. Chưa có chặt gỗ 2 đâu. Rồi bây giờ thì đã có chặt gỗ 2 rồi, phù đi. 4A vắt đều. Còn 2 con y thôi. Bắn con ít máu trước. Thôi kệ nó, kệ đi. Chú ý đẩy nào, E nhá. Vâng, hơi lằng ngoằng. Vâng, đại khái là vẫn hiệu quả được rồi. Vâng, chuẩn bị đẩy cung A. Và có một vài con y max C kẹp với lạc đà của nô 1 nữa. Nô 1, vâng, tham 31. Và nô 1 khỏe lên tươi rồi. Vâng, bắt đầu có cung A. Vâng, đây là baby. He đến chưa? He có cả một vài con y max C đứng chài. Bắn kiểu gì? Ông thích vào trước làm cái gì? Tăng A. Vâng, cung A khá đông. Nhưng đây là một tên dường như đi quật lỗi. Vâng, lây chờ, đảo thôi. Có y đảo mà, mình có y max C đảo. Mặc dù chưa có chiêng được 3, nhưng mà nó cũng rất chất lượng. Chất lượng lắm. Nghe để ý điều y ơi. Vâng, hết đi rồi. À không, vẫn còn này. Vâng y, vâng 2 con thôi, nhưng đang chọc là rất đau. Và bây giờ thì Hoàng Mai Nhi, anh đã quyết định trượt. Chết quá nhiều quân thành Hoàng Mai Nhi. Quay sát quân Hoàng Mai Nhi chết là rất nhiều. Tỷ số là 3-1 ở trong C đấu thứ 2. 2-0 về C. 2-0 về C. Và chúng ta đến với C đấu thứ 3. Rất tuyệt vời.